góc khép như thế nào, chụp ảnh như thế nào cho nó đẹp. Trước khi chụp thì bà mang thích tí đi, trước cứ để mặt mộc của em mà yêu thích sự thiên nhiên mà mặt mộc của nó nhìn gớm quá đi mất. Trang điểm trải chuốt chọn cái góc nào mà nó đẹp một tí, hiểu không? Ví dụ như học trò tôi có một con bé nó rất là xinh, con bé đấy phải công nhận là nó xinh và ăn ảnh hùng kiếp, nhưng mà tôi biết con bé đấy nó không bao giờ chụp ảnh quá nửa người, bởi vì ngoài đời nó chỉ cao có 1m45. Không phải nó rất phí con bé đấy, con bé nó xinh lắm, chụp ảnh cực kỳ ăn luôn, nhưng mà đi với mình nó đứng đây này cứ phải cúi xuống tìm ra nó đâu. Bé quá cười, cao 1m45 thì chẳng thế, không nên mình cứ được tắt tội gì. Rồi biến khách hàng thành đại lý, cái này vừa dạy rồi nhá, không phải đi tìm đại lý đâu cả. Việc đầu tiên là cứ chốt chính khách hàng của mình, được chưa? Lại cứ đi gãi những cái đứa nó chưa bao giờ biết về sản phẩm để bán hàng, vất vả. Tìm chính cái đứa mà nó đang bán hàng, nó đang mua hàng của mình. Tất nhiên có những bạn, có những chị là người ta giàu có, người ta bận rộn, hoặc là người ta là công chức nhà nước, người ta ngại. Tôi nói anh chị nhá, để mà có một người đàn ông như anh Adam ở đây và như tôi ở đây không ngại bán bất kỳ cái gì là nó là thuộc về mindset đấy, không phải tự dưng đâu. Còn rất nhiều người không dám đăng vì nghĩ rằng là gì ạ, sản phẩm này đáng xấu hổ, có đúng không ạ? Rồi bán hàng trên mạng lại giống như mấy con bé vất vả ngoài đường. Xin lỗi các bà đi làm nhà nước chưa chắc có thu nhập cao bằng chúng nó đâu. Mà bây giờ tôi nói anh chị làm gì hợp pháp, thu nhập cao và vui vẻ cứ làm, không cần quan tâm là nghề gì. Một năm lương giảng viên của tôi 120 triệu, nhưng một tháng các chị 120 triệu thì làm cái việc đấy hơn, đừng làm giảng viên. Tôi nói rất thật đấy, nếu bây giờ chị Trang gả tôi một tháng 120 triệu mai nghỉ việc luôn, chán. Shift F5, bấm Shift F5. Ông có biết bấm Shift F5 với F5 khác nhau ở chỗ nào? Shift F5 là slide nó sẽ bật đúng ở chỗ đấy, còn F5 là nó quay về đầu. Và bây giờ tôi phải bấm đến chỗ đấy rất lâu. Rồi tiếp tục kéo nữa đi, nó phải gần cuối mà. Cầm cái ấy, cầm cái con chuột kéo ruột dạt xuống, cầm cái con chuột ở trên này này kéo dạt xuống. Rồi từ từ sẽ làm để nó lát đi. Dưới. Rồi đấy, đúng rồi đấy. Đấy, đúng rồi. Bấm Shift F5. Rồi. Đấy, đây tôi là các anh chị nghe, kể cả về kỹ thuật máy tính, PowerPoint, Excel, Word. Các anh chị không bằng tôi đâu mà. Rất nhiều các kỹ năng chúng ta cần phải học đấy ạ. Thế nhưng mà những thứ đấy không phải để đem ra để mà dọa đại lý của mình, đúng không ạ? Và đại lý của mình họ cần gì? Mình giúp họ bán được hàng. Nguyên tắc nếu họ bán được hàng và họ kiếm được tiền, họ sẽ không bỏ mình, cộng với việc mà mình đối xử tốt với họ nữa. Bởi vì bây giờ bán được hàng và kiếm được tiền ấy, thì cũng rất nhiều chỗ nó cũng bán được và kiếm được. Cho nên ngoài cái chuyện đó, mình cũng phải duy trì mối quan hệ thân thiết, chị em hỏi thăm nhau, có chính sách một tí, con cái ốm đau như thế nào đấy, hỏi han một chút nha. Chứ không chỉ đơn giản là chỉ có công việc thôi. Tất nhiên công việc là cái mối liên kết chung nhất. Nhưng mà mình là đại lý theo mô hình này thì mình nên thân thiết với nhau như chị em gái trong nhà ấy.
đấy, đỡ đần nhau. Mọi người hiểu không ạ? Nên như thế, tôi đánh giá điều đấy rất là tốt, bởi vì chúng ta tự dưng không phải gọi là tốn mất một đồng một xu nào, mà chúng ta có một lượng chị em rất là thân thiết với nhau như vậy. Đấy là điều rất tốt, mọi người nên áp dụng. Vâng, đấy, xây dựng chính sách phải tốt nha. Muốn phát triển hệ thống đại lý tốt thì phải có chính sách đại lý tốt. Lúc sáng tôi có nói điều này rồi, các đại lý đề nghị sếp Trang Bon làm xem là có gì cần cải thiện không. Tôi không biết chính sách nên tôi không dám phán đoán là đã tốt hay chưa tốt, nhưng tôi chỉ nói là gì ạ, nghiên cứu xem có gì cần cải thiện không. Bởi vì đã tốt rồi thì vẫn có thể gì tốt hơn nữa, đúng không? Đào tạo, vâng, đấy. Mô hình cam kết phát triển, đại lý cam kết hỗ trợ tuyến dưới. Tôi hỗ trợ bạn như thế nào, bạn phải cam kết với tôi hỗ trợ tuyến dưới kia như vậy, thì chúng ta sẽ thành công. Nếu như mà chúng ta cam kết với nhau như vậy nhá, mọi người đừng cam kết họ là sẽ bán được hàng, mà mọi người sẽ cam kết với nhau theo cách như này này. Bạn dành thời gian cho tôi sẽ dành thời gian cho bạn. Đấy là cái cam kết của tôi, đúng không ạ? Bạn không biết làm Facebook, cam kết của tôi sẽ dạy bạn biết làm. Khi bạn biết làm, bạn sẽ bán được hàng, ok? Chứ không phải là cứ nhập hàng của em đi là bán được đấy. Em cam kết điều đấy. Cam kết điều đấy nghe có vẻ là gì? Không tin, đúng không? Nếu họ không làm với mình nữa, đừng quay ra nói xấu họ, mà hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao, có thể giúp họ ở lại không. Nếu họ nhất quyết ra đi thì hãy chia tay nha, làm tiệc chia tay đàng hoàng, được chưa ạ? Đàng hoàng đến mức như thế, họ sang hệ thống mới, họ làm công việc riêng của họ, mình vẫn giúp đỡ họ thành công, không có vấn đề gì cả. Nếu như khách hàng của mình, tôi giả sử nhé, Anderson, khách hàng của mình mà mua hàng của mình không ưng, họ nói là chị muốn thử sản phẩm khác, giới thiệu luôn khách cho người, cho cái bạn vừa đi đấy, tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì cả, giới thiệu khách cho người ta, thế thì người ta sẽ thấy sự tử tế của mình, nó chưa đi mình đã đâm xong nó rồi, thì người ta sẽ lại tìm mọi cách để đâm mình. Mà trên mạng bây giờ đâm nhau thì làm sao, quá là dễ, đúng không ạ? Thế tôi chỉ đang một cái giờ tốt được tuyển đại lý mà tự dưng có bao người vào chửi tôi, bóng gió chửi tôi là cũng thế này cũng thế khác, tôi thấy chẳng liên quan gì cả. Xã hội bây giờ kỳ lạ này, còn các đại lý mình thuyết phục họ bằng cách nào, đúng không ạ? Như mình nói đầu tiên là hãy sử dụng đi đã. Vừa rồi tôi vừa chốt một cái đại lý, thực ra tôi hơi bận nên tôi không có thời gian chăm lắm. Thế nhưng mà tôi thì làm theo cách như này, họ muốn làm đại lý đúng không ạ, tôi khuyên họ là đừng làm, mà khuyên họ là sử dụng sản phẩm trước đi, mua cho người thân dùng trước đi, thấy nó hiệu quả, thấy nó tốt thì hãy làm. Không sao, đầu tiên không làm có khi còn anh em chơi thân thiết, làm bán được một đơn vài triệu, một hai chục triệu, lãi được vài triệu đồng, xong người ta quay ra nói mình không ra gì cả, thì đấy là điều tôi không thích. Không biết mọi người có đồng quan điểm với tôi hay là cách làm gì không? Tôi không thích là cứ lần nào đòi làm đại lý thì lại đi rằng hôm sau chết, bởi vì cái đám mà nó không có sự chuẩn bị ấy là nó sẽ rất là dễ chết. Em tin anh, sản phẩm của anh tốt, vân vân, nhưng mà vấn đề là sản phẩm của anh tốt nhưng mà em có bán được đâu. Thà là sản phẩm không tốt em bán được còn hơn là sản phẩm tốt mà em không bán được. Nó không bán được, hàng nó tồn, nó ức chế lắm. Nó bảo đấy, nghe em Phan Anh dù dỗ ngon ngọt, làm đại lý của ông bây giờ ế sức ế sửa, đống hàng trong nhà chồng suốt ngày nó chửi. Đang yên đang lành thì nhập hàng về xong thì ức chế, cứ từ từ, cái kiểu mà theo tình chạy ấy, mà chạy tình theo ấy. Bán hàng mình cũng nên như vậy, cho họ
dùng sản phẩm, nhưng mà thu tiền đạo mạng không thèm cho giá đại lý,